Tour bus. Xe buýt du lịch. Xe buýt du lịch là xe buýt thông thường nhưng được sử dụng chuyên trong ngành du lịch để chở hành khách đến các cái địa điểm mà họ mong muốn. Xe buýt du lịch. School bus. Xe buýt trường học. Đây là loại xe buýt được sử dụng để chở học sinh đến trường học hoặc tham gia các hoạt động liên quan đến trường học. Xe buýt trường học. Guided bus. Xe buýt đường dẫn. Xe buýt đường dẫn là xe buýt có khả năng được điều khiển bằng các phương tiện ở bên ngoài, thường là trên đường dành riêng hoặc đường loại trừ các phương tiện giao thông khác. Single decker bus. Xe buýt một tầng. Xe buýt một tầng là xe buýt có một tầng được sử dụng để chở hành khách. Xe buýt một tầng có thể có một hoặc nhiều cửa. Double decker bus. Xe buýt hai tầng là xe buýt có hai tầng. Hai tầng được sử dụng để vận chuyển hàng loạt ở Anh, châu Âu, châu Á và nhiều thành phố của các thuộc địa châu Âu. Ví dụ điển hình nhất là các chiếc xe buýt màu đỏ hai tầng ở Anh. Paratransit bus. Xe buýt phục vụ người khuyết tật. Đây là xe buýt đặc thù được sử dụng cho người khuyết tật. Và nó có cửa đường ray trượt để giúp cho các cái xe lăn của người khuyết tật được vận chuyển một cách linh hoạt. Xe buýt cho người khuyết tật. Mini bus. Xe buýt nhỏ. Xe buýt nhỏ là phương tiện cơ giới chở hành khách được thiết kế để chở nhiều người hơn trên xe đa dụng và ít người hơn so với các chiếc xe buýt thông thường. Xe buýt nhỏ. Shuttle bus. Xe buýt đưa đón. Xe buýt đưa đón là xe buýt một tuyến, đường ngắn hơn so với hầu hết các tuyến xe buýt. Xe buýt đưa đón đi theo cả hai hướng giữa hai điểm đón. Xe buýt đưa đón. Open top bus. Xe buýt môi trần. Đây là chiếc xe buýt hai tầng với 1,5 tầng và tầng trên cùng sẽ không có mái che. Đây là chiếc xe buýt giúp cho hành khách có một không gian trải nghiệm rất tuyệt vời. Xe buýt môi trần. Police bus. Xe buýt cảnh sát. Xe buýt cảnh sát còn gọi là xe cảnh sát là loại xe buýt nhỏ, xe buýt cỡ lớn hoặc xe khách được lực lượng cảnh sát sử dụng vì nhiều lý do. Coach. Xe khách. Xe khách là một loại phương tiện được sử dụng để vận chuyển hành khách trên tuyến du ngoạn và trên quãng đường dài liên tỉnh. Xe khách có thể có 7 chỗ đến 45 chỗ tùy vào cái lượng khách mà xe chở. Tramway. Tàu điện. Tàu điện là loại phương tiện chở khách công cộng chạy bằng điện trên đường ray ở trên phố, di chuyển song song với các phương tiện giao thông đường bộ. Amphibious bus. Xe buýt nội nước. Xe buýt nội nước là loại xe buýt được phát triển và chế tạo bởi DAT, phương tiện BV ở Hà Lan,
được coi là phương tiện thay thế cho phà qua sông. Off-road bus. Xe bus địa hình. Xe bus địa hình là những chiếc xe có gầm cao và bánh xe lớn được sử dụng trên các tuyến đường núi, các tuyến đường bồ kề và địa hình hiểm trở. Trolley bus. Xe bus điện nối cáp. Đây là loại xe bus được chạy bằng cách lấy năng lượng từ các cái dòng điện ở trên cao. Cần hai đầu dây điện và các cực để nối kín mạch điện. Xe bus điện nối cáp. City bus. Xe bus thành phố. Đây là tuyến xe mà chúng ta gặp rất nhiều trong thành phố, thường có màu đỏ và màu xanh ở thành phố Hà Nội và được sử dụng để vận chuyển hành khách đến các cái nơi mà hành khách mong muốn. Xe buýt thành phố sẽ có rất nhiều điểm đỗ ở trên tuyến đường bộ. Articulated bus. Xe buýt khớp nối. Đây là chiếc xe buýt chuối, xe buýt cuốn cong, xe buýt song song hay là xe buýt tiền sảnh, toa xe lắc, xe buýt kéo dài hoặc xe buýt xếp là một phương tiện có khớp nối được sử dụng trong giao thông công cộng. Electric bus. Xe buýt điện là xe buýt chạy bằng động cơ điện. Hiện nay ở Việt Nam thì có xe buýt điện của VinFast vận chuyển chủ yếu là cư dân của Vin đến các cái điểm mà họ mong muốn. Xe buýt điện được sử dụng để tránh là ô nhiễm môi trường.